Cơ quan khí tượng Nhật Bản thông báo là núi lửa Sakurajima tại tỉnh Kagoshima đã phun trào, buộc nhà chức trách lần đầu tiên phải nâng cảnh báo núi lửa lên mức 5, tức là mức cao nhất. Lệnh sơ tán đã được ban bố đối với người dân sống quanh khu vực núi lửa. Người dân được khuyến cáo cần thận trọng với đất đá và dòng nham thạch phun ra từ miệng núi lửa trong vòng bán kính 2 km. Sakurajima là một trong những ngọn núi lửa hoạt động mạnh nhất tại Nhật Bản. 10 người đã thiệt mạng và 7 người khác bị thương sau khi xảy ra vụ sập mỏ than ở tỉnh Cam Túc, Tây Bắc của Trung Quốc. Các nhân chứng cho biết là khi 17 công nhân đang di chuyển xung quanh địa điểm khai thác thì sườn núi đã bất ngờ bị đổ sập, chôn vùi những nhân viên này cũng như là các phương tiện khai thác. Toàn bộ nạn nhân đã được tìm thấy, tuy nhiên trong đó có 10 người đã thiệt mạng. Khu vực khai thác than là nơi có địa hình một phần núi và một phần là sa mạc, bắt đầu được thành lập như một cơ sở khai thác đồng quốc gia vào những năm 1950. Bộ chuyển đổi năng lượng Pháp tuyên bố các cửa hàng có hệ thống điều hòa nhiệt độ sẽ được yêu cầu đóng cửa hoặc là bị phạt nếu để cửa mở trong lúc sử dụng thiết bị điều hòa không khí. Quy định này nhằm mục đích là khắc phục tình trạng lãng phí năng lượng trong bối cảnh nhiều quốc gia châu Âu đang phải vật lộn với làn sóng nhiệt nghiêm trọng. Theo Bộ chuyển đổi năng lượng Pháp thì để cửa mở khi mà điều hòa nhiệt độ đang hoạt động sẽ làm tăng thêm 20% lượng điện tiêu thụ. Trong tháng 7, thì một số thành phố ở Pháp đã thông báo các quy định ở cấp địa phương về việc áp đặt những khoản phạt tiền đối với các cửa hàng có hệ thống điều hòa không khí vi phạm quy định. Hiện nay, thì chính phủ Pháp đang lên kế hoạch mở rộng quy định này ra phạm vi toàn quốc với khoản tiền phạt có thể lên tới là 750 euro, tức là gần 18 triệu đồng Việt Nam. Bên cạnh đó, chính phủ Pháp cũng lên kế hoạch hạn chế việc sử dụng biển hiệu quảng cáo phát sáng. Nhiều nước trên thế giới đang phải đối mặt với tình trạng quá tải rác thải. Để giải quyết vấn đề này thì ngay cả các học sinh tiểu học cũng có thể đóng góp công sức của mình. Với quan điểm đó thì một trường tiểu học ở Australia đã triển khai chương trình thu gom và phân loại rác do chính các em nhỏ thực hiện. Được trang bị áo gi lê và găng tay, những học sinh tiểu học ở ngoại ô thành phố Hobart, Australia bỗng hóa thành những công nhân vệ sinh tí hon. Thay vì nghỉ trưa, các em đi thu gom rác, sau đó phân loại để đưa đi tái chế. Chúng em nhận rác, chúng em cho vào mấy thùng rác nhỏ, rồi dồn tất cả vào một thùng rác to. Những thành viên của câu lạc bộ môi trường của trường tiểu học này được học lý thuyết về cách phân loại rác trước. Ví dụ như rác thải thực phẩm có thể để riêng ra để ủ làm phân hữu cơ. Sau đó các em bắt đầu thực hành không chỉ trong lớp học mà còn trên bờ biển địa phương. Đừng vứt rác xuống đất, bẩn lắm. Khi nhìn thấy bạn mình nhặt rác, các bạn khác sẽ thấy ngại nếu vứt rác lung tung. Chút áp lực này sẽ giúp các em biết làm sao cho đúng. Mục tiêu của chương trình này là giáo dục cho các học sinh biết cách bảo vệ môi trường, không chỉ bằng lý thuyết suông mà còn bằng hành động và trải nghiệm thực tế. Bằng cách phân loại rác, loại nào có thể đem ủ làm phân hữu cơ, loại nào có thể mang đi tái chế, các bãi rác sẽ có thể tránh được tình trạng quá tải. Nhờ thế, lượng khí thải nhà kính cũng giảm phần nào. Với thành công của chương trình này, nhiều trường học khác tại Australia đang nghiên cứu triển khai mô hình tương tự. Bởi vì cháu muốn môi trường trong lành và khỏe mạnh.